đời thì mất bao lâu, chờ đợi điều gì trong nắng tàn tuyết tàn, mưa ngâu nhảy hôn lên con người bước ra. Vậy em ơi vào cuối ngày mình có nhớ không? Nếu biết trước hôm nay sẽ như thế này, có lẽ ta đã chậm vài giây. Ta đem hết tâm can vào trong ký ức mong manh và tự hỏi sao giây phút này lại đau đến vậy. Ghé ngang trán hôn em trao câu cáo từ, chưa bao giờ từ ngữ lại nặng đến thế. Em muốn chuyện mình đẹp tựa như cuốn sách nhiều chương, và câu hỏi nằm ở cuối trang, ở chương cuối cùng. Vậy em ơi vào cuối ngày mình có nhau không? Tìm em trong muôn kiếp người thì mất bao lâu, chờ đợi điều gì trong nắng tàn tuyết tàn, mưa ngâu nhẹ hôn lên gót người bước ngang. Vậy em ơi vào cuối ngày mình có thương sâu bằng sự nhất thời, và những tâm tư dần vơi. Em khuyên anh hãy cứ bước tiếp và đừng ngoái đầu, nhưng em ơi có bao giờ anh đã cất bước đầu? Nếu muốn kiếp nhân sinh ngoài kia héo tàn, anh hứa mình vẫn còn thời gian để chuộc lấy nhau từ sự mong lung qua đôi số phận. Nên xin em nán lại một phút và đừng buông tay. Vậy em ơi vào cuối ngày mình có nhau không? Tìm em trong muôn kiếp người thì mất bao lâu, chờ đợi điều gì trong nắng tàn tuyết tàn, mưa ngâu nhẹ hôn lên gót người bước ngang. Vậy em ơi vào cuối ngày mình có nhau không? Yeah 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 yeah. Đường về muôn lối nhưng anh cũng sẽ tìm về bên em, mịt mù đêm tối nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy em. Đường về muôn lối nhưng anh cũng sẽ tìm về bên em, đến khi trần gian không còn hãy chờ anh em nhé. Đường về muôn lối nhưng anh cũng sẽ tìm về bên em, mịt mù đêm tối nhưng anh cũng chỉ nhìn thấy em. Đường về muôn lối nhưng anh cũng sẽ tìm về bên em, đến khi trần gian không còn.